Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin nói về một chủ đề mà được rất là nhiều các bạn mới tập đàn guitar gặp khó khăn vô vàn và rất nhiều bạn than thở. Đó là một chướng ngại vật mà rất là to lớn mà các bạn cảm giác rằng là nó khó vượt qua. Thì đó chính là cái hợp âm chặn. Nói một cách khác, hai hợp âm các bạn đụng nhiều nhất, khó khăn nhất đầu tiên đó chính là hợp âm pha trưởng và hợp âm si giáng trưởng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tập mà hiệu quả nhất, nhanh nhất để có thể đạt được bấm cái hợp hai cái hợp âm này. Thì cái này ngoài cái kinh nghiệm của mình thì cũng tham khảo trên cái trang Guitar World, trang guitar thế giới nổi tiếng, thì có một cái bài viết họ hướng dẫn một cái mẹo mình thấy rất là hữu ích và mình cũng đã hướng dẫn lại cho một vài bạn, thì các bạn tập thấy là vượt qua chỉ một tuần thôi là các bạn làm được ngon lành. Một tuần thôi nha các bạn, nó không quá lâu, mỗi ngày các bạn tập khoảng là 30 phút, một tuần các bạn vượt qua được. Cam kết các bạn hãy làm theo đúng như mình hướng dẫn nhé. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là các bạn hãy hạ dây đàn của bạn xuống một cung. Hạ dây đàn một cung là như thế nào? Tức là thí dụ như chúng ta đánh cái dây số 6, chúng ta là nếu lên dây standard tuning đúng thì các bạn nó là nốt mi, thì bây giờ các bạn hạ dây xuống nó là nốt rê, là thấp hơn một cung, đúng không? Tất cả các dây ở đây các bạn hạ xuống thấp một cung cho mình hết. Ở đây các bạn có thể chỉnh theo ha. Đây là nốt rê nè, đây là nốt son, la mình hạ xuống son đúng không? Đây là nốt đô, bởi vì rê rê chúng ta hạ một cung xuống được. Đây là nốt pha, bởi vì là son hạ một cung pha. Đây là nốt la, tức là si hạ một cung. Và cuối cùng là nốt mi này chúng ta hạ xuống thành rê. Lý do khi các bạn hạ dây xuống một cung, dây của bạn nó nhẹ hơn và các bạn bấm nó bớt đau tay hơn. Thì khi các bạn sẽ tập từng bước, đầu tiên các bạn hạ một cung xuống để các bạn bấm cho được hợp âm, lấy được sự tự tin của mình, độ căng dây ok. Sau đó rồi các bạn tăng nó lên nửa cung để dây nó căng lại, các bạn tập tiếp, nó hơi khó khăn tí các bạn vượt qua được, các bạn mới chỉnh lại cái dây đúng dây bình thường standard tuning, và các bạn tập như vậy các bạn sẽ tiến bộ nó nhanh hơn. Đó là cái chiêu đầu tiên, nhớ nha các bạn, dây hạ xuống thấp để bấm nhẹ tay hơn. Rồi chú ý thứ hai, cái này nhiều bạn chưa biết nhưng mà nói cho bạn biết rằng là các bạn tập pha trưởng trực tiếp ngay thế tay đúng như thế này nó khó khăn hơn là các bạn tập ở một ngăn cao hơn. Bởi vì sao? Dây đàn của bạn, cái ngăn mà ngay cái đầu này nè, các bạn bấm các bạn cần lực nó mạnh hơn so với các ngăn nằm ở đây. Đặc biệt ví dụ như ngay chỗ này son trưởng, các bạn bấm nó dễ dàng hơn so với các bạn bấm pha trưởng ở đây, mặc dù cách bấm y chang nhau ha. Có các clip trước đây mình đã làm về hợp âm đồng dạng, tức là các bạn học được pha trưởng rồi các bạn kéo lên, đó là son trưởng, kéo lên la trưởng, si trưởng, đô trưởng cùng một thế tay. Vậy thì tại sao chúng ta không học cái cách bấm ở cái ngăn nó dễ hơn, sau đó các bạn kéo ngược lại? Đó là cũng là một cách đúng không? Và tiếp cận cái dễ hơn, chúng ta bắt đầu vô ngay pha trưởng bấm đau tay quá chịu không được, chúng ta lên son trưởng đi, các bạn bấm nó sẽ dễ hơn. Đó là chiêu thứ hai, thay vì học trực tiếp pha trưởng chúng ta học qua một cái son trưởng, sau đó bấm được rồi chúng ta kéo ngược lại pha trưởng, chúng ta học dễ hơn nha. Và học cái cách bấm son trưởng, bây giờ chúng ta sẽ nói son trưởng đúng không, xong rồi các bạn muốn gì qua pha trưởng, thì đầu tiên các bạn đừng học chi tiết bằng cách là xem tab, xem chỉ cách bấm, các bạn bấm y chang như thế này, chúng ta phải vượt qua từng phần nhỏ. Thì bây giờ như thế này, hai cái ngón đầu tiên các bạn tập chặn ở hai dây dưới. Các bạn chặn làm sao để bắn đánh được hai cái nốt trên hai dây đầu tiên. Đó, các bạn cứ kéo lên các ngăn. Nó phải phát ra âm thanh đồng đều nhau, chứ không còn bị tạch một nốt ra nốt tạch. Như vậy là không được. Chúng ta ép sát hai tay này xuống và cái ngón cái phía sau các bạn chịu lực vô trong cái cần đàn như thế này ha, nó sẽ giúp cho lực của các bạn tốt hơn ha. Các bạn tập đánh đó, tức là bây giờ chúng ta cái ngón này chúng ta chận được
vô hai cái dây số 1 và số 2 liên tục cùng một ngang. Bước tiếp theo, các bạn cho thêm cái ngón giữa của bạn vô ngang tiếp theo của cái dây son phía trên, và chúng ta đánh ba nốt. Các bạn có thể kéo lên, không cần đàn, bất cứ nơi nào các bạn có thể tập được. Đó. Khi đã tập được cái này phát ra tiếng ok rồi, các bạn mới thêm cái ngón trỏ của các bạn, ngón đeo nhẫn vào cái ngăn tiếp theo của cái dây dây rễ trên. Thì ngay vị trí này chúng ta có, nó là hợp âm trưởng rồi đấy các bạn. Nó không chưa đầy đủ bằng cách là cả 6 dây, nhưng mà chúng ta 4 dây này nó đã là hợp âm son trưởng rồi. Đó, vậy là các bạn đã bấm được hợp âm son trưởng, gọi là mini mini core ha. Đó, thì từ đây các bạn kéo xuống đây nó là pha trưởng rồi. Không khó đúng không? Thì bước tới đây rồi chúng ta cũng tập như vậy, rải ra 4 nốt, điều chỉnh xem là cái lực của chúng ta, cái ngón cái chúng ta để vị trí nào, lùi ra sau hay lùi ra trước. Lùi ra sau như thế này nó sẽ dễ thuận lợi hơn cho các bạn bấm nha. Các bạn nhiều bán cứ đưa ngay chính giữa, không sao, như thế này thì cái lực bị phân tán, cái ngón trỏ của bạn nó yếu, cho nên chúng ta cứ để nghiêng nghiêng cái tay như thế này, chúng ta sẽ đánh được. Đó, hợp âm trưởng được rồi. Đây sẽ gây sự tự, nó sẽ tạo những sự tự tin cho các bạn ha. Đó. Các bạn điểm hát như thế này được không? Đó, chúng ta nên rải ra để cho các tiếng của nó thật rõ. Ok, xuống. Pha trưởng đấy các bạn. Rồi, sau khi bấm tới đây rồi, chúng ta vượt qua được gần như 80% rồi. Phần còn lại, nhiều bạn tập tới đây rồi bắt đầu tới 4 giây rồi, bây giờ bấm 5 giây là đưa cái ngón út lên bấm như thế này. Các bạn phải chặn hai lần như vậy, nó khó lắm. Các bạn cứ bấm như thế này trước. Nhưng bây giờ chúng ta tạo cái điều khó tiếp theo, chúng ta cái ngón trỏ các bạn chặn dây 6 với hai dây dưới bằng cách các bạn ép lên như thế này luôn. Đó. Thì các bạn đánh cái dây bass là dây 6 và chúng ta dùng cái này chúng ta rải. Được chưa? Đó, thì ngay chỗ này nó khó, cái là các bạn phải chịu chặn ở trên này. Thì cái này khi các bạn đã chặn được hai dây dưới này rồi thì các bạn ép cái lần thế này nó cũng làm khó khăn, nhưng không quá khó để các bạn vượt qua. Các bạn cố gắng là được, bởi vì các bạn đã đánh được hợp âm cơ bản này rồi, các bạn có sự tự tin nha. Thì cái bước này thêm các bạn nhấn vô nó không quá khó. Thì sau khi tập được cái này xong rồi, các bạn mới đưa cái ngón út các bạn vô thay thế cho cái ngón trỏ ở đây, và cái ngón trỏ chúng ta đánh bấm lên ngang nằm. Wow, bắt đầu chúng ta có thể đưa. Không quá khó đúng không? Hãy kiên trì, mình cam kết đúng một tuần các bạn sẽ đánh được hợp âm này, nếu bạn tập theo từng bước mình hướng dẫn ha. Rồi, tương tự hợp âm là si dáng trưởng thì theo đúng các bạn phải bấm này. Đó, nó khó quá, chúng ta kéo lên trên này đi, ngay chỗ này là vị trí đô các bạn, giống như si dáng nè, bắt đầu si trưởng nè, đô nè, rê, thế tay y chang nha. Chúng ta tập ngay chỗ đô đi, ngay ngang vị trí ngang ba này. Và cách đầu tiên tập đầu tiên là sao, các bạn ba ngón này các bạn tập chặn cùng một ngang ngay chỗ la nè, la trưởng đúng không, các bạn kéo lên, các bạn kéo lên, chúng ta cứ rải để cho ba nốt nó phát cùng một lúc và nó ra âm thanh đúng. Và các bạn tập cái này bởi vì ba cái ngón này chúng ta chặn cùng một ngang, các bạn chưa tập điều này các bạn thấy nó hơi vướng víu, các bạn để bình thường thì các bạn chặn vô liền cũng khó, còn mình đã tập quen rồi mình chặn vô là ngay chóc rồi. Thì tập ba ngón này trước, các bạn khi mà tập, nếu mà còn đó là chúng ta nên sắp cái tay lại, chúng ta hơi nghiêng qua như thế này để cho nó thuận lợi. Thì khi đánh cái này xong rồi, bước tiếp theo các bạn mới đặt cái ngón trỏ các bạn vô cái dây bass ở trên này, đó
Lúc này các bạn đặt nó vô, chúng ta đánh 4 dây ở giữa thôi. 1, 2, 3, 4. Rồi kéo lên kéo xuống thì tùy các bạn. Đó, chúng ta. Đó, nó là hợp âm đô trưởng, hoặc là bạn kéo xuống si nhán trưởng này, nó rồi đó. Thì bây giờ khi đã tập được tới đây các bạn 90% rồi, bây giờ chúng ta còn cái cuối cùng. À, đó chính là các bạn đánh thêm cái dây chép cuối cùng ở đây nữa. Thì lúc đó cái ngón trỏ các bạn vẫn phải chặn cái ngăn 3 của dây số 5 và ngăn 3 của dây 1 luôn. À, lúc đó chúng ta ép cái lực xuống tí. À, các bạn bấm ba ngón này vô trước, sau đó các bạn chặn nó vô như thế này. Đó, nếu mà còn dây là các bạn chưa đủ lực. Thấy chưa? Các bạn chuyển thế tầm tí, các bạn chỉnh chỉnh cái ngón của chúng ta lại. Chúng ta cố gắng tập. Đó, nó đã vượt qua được rồi. À, thì cố gắng cái ngay cái bước này thì các bạn đánh được gọi là full khớp âm đầy đủ ha. Đó, nhưng mà kéo xuống ngay đầu đàn là si giáng chính. Đó. Thì có một cái bấm khác mà dân chơi nhạc rock hoặc blues họ hay đánh, đó chính là họ thế ba cái ngón này bấm đây bằng một cái ngón trỏ thôi, họ ép xuống như thế này. Và mình vẫn hay đánh cách này. Tức là các bạn chặn như thế này ba ngón luôn. À, nó khó hơn bởi vì các bạn phải dùng lực nhiều hơn. Khi cách bấm như thế này thì bạn thuận lợi hơn, các bạn có thể đánh mở rộng thêm tí cái ngón áp dưới. Nhưng đây là phần mở rộng sao. Đó, các bạn hãy học theo cái cách của mình, cam kết một tuần các bạn sẽ vượt qua được nha. Thì sau khi cái đây là mình đang hạ một cung đúng không? Sau đó chúng ta lên lại nửa cung. À, lên nửa cung, các bạn cũng tập lại cách đó. Dây nó hơi căng hơn một tí. Các bạn tập thêm một tí nữa là bạn đánh được, sau đó chúng ta lên nửa cung chúng ta đánh lại là hợp âm này các bạn sẽ bấm được. Và như mình đã nói, các bạn đã bấm được cái hợp âm pha trưởng và si giáng trưởng này rồi thì các bạn kéo lên khắp gần đàn nó ra hết cái hợp âm khác. Ví dụ như pha trưởng ở đây nó gốc là pha này, tiếp theo vẫn là son đúng không, thì cùng thế tay nó là son trưởng, pha trưởng, các bạn kéo lên tới đây là son trưởng, các bạn kéo lên một ngăn nữa là ngay ngăn năm là la trưởng, một ngăn nữa là ngăn số 7 là si trưởng, nửa cung là ngăn số 8 đô trưởng, một cung rê trưởng. Quá dễ đúng không? Và khi các bạn đã vượt qua tới đây rồi thì sau này các bạn những cái hợp âm khác thứ, ví dụ như trưởng ở đây rồi, các bạn bỏ ngón giữa ra là thành pha thứ, các bạn cũng kéo y chang như vậy, các bạn có một đống hợp âm thứ nữa. À, hoặc là các bạn bỏ cái ngón út ra, các bạn là 7 hợp âm 7, pha 7 son 7 la 7. À, các bạn kéo luôn dọc nữa đó, hợp âm chặn cực kỳ hay ở chỗ đó. Do đó hãy cố gắng tập theo phương pháp của mình, một tuần các bạn sẽ vượt qua được nha. À, hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách subscribe, sẽ có nhiều clip khác hữu ích hơn cho các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar thùng chất lượng thì Amigo Guitar Shop của mình có đầy đủ các loại guitar thùng, guitar điện, amplifier, pháo phụ kiện với giá cực kỳ tốt dành cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.